Dạ vâng, xin chào tất cả anh em trên Người Quốc nhá. Để tiếp tục quay trở lại video của em hôm nay. Đấy thì anh em đang được thưởng thức âm thanh từ cặp loa chép P8801 của Pioneer anh em nhé. Rất là tí tách, tơi nhuyễn để anh em phù hợp anh em bổ sung cho dàn nghe nhạc và dàn karaoke cực kỳ hiệu quả. Đấy. Các họa tiết ở trên nó cũng rất là đẹp. Em để cho anh em thẩm âm và cho anh em xem một nhận xét ở phía dưới phần bình luận anh em nhé. Okay. Vừa xong là một đoạn test ngắn em mới gửi đến cho anh em. Đấy. Thì trên tay em đang là một cái củ loa của con Pioneer P8801. Thì cái mẫu này trong năm vừa qua bên em đã về hàng được và đã hết trong một thời gian. Đấy, và tiếp tục cuối năm nay. Đấy, cuối năm gần Tết sắp đến rồi, bên em lại tiếp tục về được một lô nữa anh em nhé. Đấy, thì hôm nay em vừa về phát, em muốn lên nhanh cho anh em để cho anh em có một sự lựa chọn mới, anh em bổ sung hay là muốn phối ghép thay thế cho loa chép ở nhà nó kém quá. Đấy, anh em đang cần cải thiện những giải cao cho dàn âm thanh nhà mình thì đây là một lựa chọn rất là phù hợp anh em nhé. Đấy, thì con này thì trở cán của nó này là 8 ohm. Đấy, từ 4 đến 8 ohm anh em nhé. Đấy, độ nhạy của nó vẫn là 91 decibel, độ nhạy rất là cao nên là anh em phối ghép cũng rất là dễ nhá. Đấy, công suất mắc của đại con này là 100W. Thì một con chép để mà nó phối ghép vào nó chiếm cực kỳ ít cái công suất thôi, nên anh em khỏi lo về cái công suất của nó có phù hợp hay không. Đấy. Thì đây là công suất mắc của con này chịu tải được là 100W chứ không phải là con này là 100W, nên anh em khỏi lo, anh em có thể phối ghép với bất cứ một dàn mini hay là dàn chung, dàn hai quay, dàn ba quay. Đấy, đều có thể phối ghép được. Đấy, thì cái đường kính của con này, đây cái đường kính để cho anh em thay thế thùng thì anh em đừng bỏ qua cái video này của em nhé. Đấy, đường kính cà vành của con này để mà nói nó là 10 tròn anh em nhé, 10 tròn. Đấy, đường kính sâu của loa chép nó sẽ rơi vào tầm 4cm sâu của thùng, sâu để anh em nhét vào đấy ạ. Đấy, từ mặt đến củ loa là 4cm. Đấy, tiếp theo đến củ loa, củ loa cả tai nó sẽ rơi vào tầm 8,5 cả tai anh em nhé, cả côn loa đấy ạ. Đấy, còn riêng củ loa không thì nó chỉ rơi vào tầm 7 thôi anh em nhé. Đấy, để cho anh em dễ thay thế nhé, thì anh em cứ đo chéo ốc này cho em. Đấy, chéo đường kính của nó là sẽ ra đường kính thôi. Đấy, thì một cặp củ loa rồi bên đang bán với giá là 430.000, em tặng kèm tụ cho anh em nhé, tặng kèm tụ rời cho anh em. Đấy, tặng kèm tụ rời cho anh em. Thì đây là một cặp tụ rời. Đấy, ví dụ anh em không muốn chơi phân tần như cặp em đang test đây thì anh em có thể chơi một cặp hàn tụ như này. Đấy, bên em sẽ tặng tụ kèm, khi anh em mua củ rời bên em tặng tụ kèm. Đấy, anh em có thể ghép vào thùng loa rất đơn giản thôi, anh em có thể không dùng thì anh em để lần sau dùng. Đấy, anh em kia có phân tần rồi nhá thì không phải dùng tụ nữa. Đấy, đây là một cái cấu hình chân sắt hàn tụ với giá là 450.000 anh em nhá. Đấy, cả ship nó rơi vào tầm 470.000. đấy, 470.000 một cặp chân sắt hàn tụ, nghe nhạc nó cũng rất là tí tách. Thì sau đấy em cũng test luôn cho anh em để anh em phân biệt giữa một cặp P 8801 phân tần và 8801 chân sắt hàn tụ thì nó âm sắc nó khác nhau không. Đấy, thì anh em đừng bỏ qua cái video này của em. Đấy, với giá chỉ có 630.000 một cặp, 630.000 một cặp P8801 phân tần anh em nhé, 630.000 cả ship nó sẽ rơi vào tầm 650.000 anh em nhé, 650.000. đấy, lắp phân tần anh em bổ sung ra. Đấy, thì như một cặp em đang test ở trước mắt các bác đây. Đấy là một cặp gồm cả phân tần rồi. Bên em sẽ để sẵn phía dưới này cho anh em này. Đấy, mặt nó là mặt kim loại nguyên khối. Mặt chép là chép đầu đạn anh em nhé. Đầu đạn này. Đấy, đầu đạn tên lửa. Đấy, mặt kim loại nguyên khối có hoa văn. Nó rất là cầu kỳ, rất là đẹp. Đấy, anh em vừa có thể trang trí, vừa có thể bổ sung, nó rất là dễ. Thì ngay sau đây em sẽ test luôn cho anh em cái cặp 8801 hàn tụ này. Đấy, cho anh em đỡ phải chờ lâu nhá. Đấy, vừa xong là em mới đổi cái con phân tần xuống và em cho gặp và hàn tụ lên trên để cho anh em nghe rõ hơn.
Đấy, thì bây giờ em sẽ bật to volume lên để cho anh em nhận xét. Đấy, một cặp B8801 hàn tụ chân sắt có giá là 470.000 anh em nhé. Đấy, cả phí ship. Đấy, anh em nào ở gần thì đến em sẽ bớt tiền ship cho anh em. Đấy, với giá thành cực kỳ phải chăng. Đấy, anh em có rất nhiều sự lựa chọn anh em nhé. Đấy, em đang đấu trực tiếp hai loa hoặc một kênh. Đấy, em đang để sẵn cầu loa đây này. Đấy, em chập dây vào để em test cho anh em. Nó dễ hơn, nó không mất thời gian của anh em. Đấy, anh nào quan tâm thì cái mẫu loa chép P8801. Đấy, hôm nay thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 032 8722 916 nhé. Đấy, em sẽ nhắc lại nhé, 032 8722 916 cũng là số Zalo của em luôn. Anh em có thể kết bạn Zalo. Đấy, hoặc để lại bình luận phía dưới. Đấy, để lại số điện thoại, em sẽ liên hệ trực tiếp lại cho anh em nhé. Vâng, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Đấy, rất nhiều sự lựa chọn từ củ rời đến chân sắt hàn tụ hoặc là phân tần. Đấy, để mà nói thì anh em đừng tiếc thêm hơn 100.000 để anh em lắp thành cái phân tần này. Đấy, anh em có thể dùng bền hơn, nghe nó hay hơn. Anh em có thể tua lại để so sánh giữa đoạn có phân tần và đoạn không có phân tần, nó khác nhau nhiều không anh em nhé. Vâng, xin chào tất cả anh em.